Hi, my name is Duy. I'm from Phụng Secondary School. Xin chào tất cả các em. Thầy là Nguyễn Văn Duy, thầy đến từ trường Trung học cơ sở Phụng. Thầy là thành viên của tổ nghiệp vụ môn tiếng Anh Trung học cơ sở của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Và ngày hôm nay, thầy sẽ cùng các em chúng ta đi vào phần ôn tập câu hỏi đuôi. Nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có: một là định nghĩa về câu hỏi đuôi, hai là câu hỏi đuôi đi với các thì, ba câu hỏi đuôi đi với động từ khuyết thiếu, bốn một số trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi, năm là phần bài tập áp dụng. Và bây giờ mời các em chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên là định nghĩa về câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi ngắn ở cuối câu trần thuật, ngược lại với vế câu đằng trước. Ví dụ: You are a teacher, aren't you? Bạn là giáo viên, có phải không? Câu hỏi đuôi mang nghĩa là có phải không? Công thức chung của câu hỏi đuôi. Các em ta nhìn vào công thức thì chúng ta sẽ thấy ngay là câu hỏi đuôi sẽ có công thức chung là subject cộng với verb cộng với trợ động từ và cộng với subject. Subject ở đây chính là đại từ nhân xưng. Câu hỏi đuôi chúng ta có hai phần: phần câu trần thuật và phần câu hỏi đuôi. Trường hợp 1, vế đằng trước là khẳng định thì đuôi là phủ định. Ví dụ: You like playing badminton, don't you? Bạn thích chơi cầu lông, có phải không? Trường hợp 2, vế đằng trước là phủ định thì đuôi là khẳng định. Ví dụ: Tom doesn't like football, does he? Tom không thích bóng đá, có phải không? Thì các em ta nhận thấy ở đây là Tom là tên riêng ở ngôi thứ ba số ít và Tom là nam giới. Do vậy khi các em chúng ta sẽ chuyển, ta sẽ chuyển Tom sang đại từ nhân xưng là he. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai là câu hỏi đuôi đi với các thì. Và trong bài ngày hôm nay, thầy giáo sẽ hướng dẫn cùng các em chúng ta đi vào câu hỏi đuôi đi với các thì mà nằm trong chương trình của chúng ta đã học. Thứ nhất là thì hiện tại đơn giản. Một là đối với động từ to be. Nếu với một là khẳng định thì ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với e hoặc a hoặc am. Thì lúc này đuôi của nó sẽ là isn't, an cộng với subject. Và các em chúng ta lưu ý là am và a thì đuôi của nó sẽ là aren't. Nếu với một là phủ định thì lúc này chúng ta có cấu trúc là subject cộng với am hoặc e hoặc a cộng với not thì đuôi của nó sẽ là am hoặc e hoặc a cộng với subject. Ví dụ: She's beautiful, isn't she? Cô ấy xinh đẹp, có phải không? He isn't late for class, is he? Anh ta muộn học, có phải không? Thì hiện tại đơn giản, đối với động từ thường thì câu hỏi đuôi chúng ta có trường hợp 1 là nếu vế 1 là câu khẳng định thì chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với verb, ở đây là động từ thường. Ngôi thứ ba số ít chúng ta thêm s hoặc es. Đuôi của nó sẽ là don't hoặc doesn't cộng với subject. Nếu vế 1 của chúng ta là phủ định thì lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với trợ động từ don't hoặc doesn't cộng với verb bare infinity. Đuôi sẽ là do hoặc da cộng với subject. Ví dụ: Tom like football, doesn't he? Tom thích bóng đá, có phải không? Mai doesn't like coffee, does he? Mai không thích cà phê, có phải không? Và các em chúng ta sẽ chú ý ở trong câu này là Mai là tên riêng ở ngôi thứ ba số ít. Mai là nữ giới. Do vậy là đại từ nhân xưng chúng ta phải chuyển là she. Câu hỏi đuôi đi với thì hiện tại tiếp diễn. Nếu vế 1 của chúng ta là khẳng định thì lúc này chúng ta sẽ có công thức là subject cộng với am hoặc e hoặc a cộng với verb in. Thì đuôi của nó lúc này sẽ là isn't, aren't cộng với subject. Và các em ta sẽ lưu ý là
em và a thì chúng ta sẽ chuyển thành aren't. Các em lưu ý này để khi chúng ta làm bài tập không khỏi bị nhầm lẫn. Nếu vế 1 của chúng ta là câu phủ định thì lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với em hoặc y hoặc a cộng với not cộng với verb in và đuôi của nó lúc này là em hoặc y hoặc a cộng với subject. Ví dụ, they are studying English, aren't they? Họ đang học tiếng Anh, có phải không? Câu hỏi đuôi ở thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta chú ý là nếu vế 1 là khẳng định thì lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với have hoặc has cộng với quá khứ phân từ thì lúc này đuôi của nó sẽ là haven hoặc hasn't cộng với subject. Nếu vế 1 của chúng ta là phủ định thì lúc này công thức sẽ là subject cộng với have hoặc has cộng với not cộng với quá khứ phân từ thì đuôi của nó lúc này sẽ là have hoặc has cộng với subject. Ví dụ, you have read the article on the website, haven't you? Bạn đã đọc cái bài báo này trên website rồi, có phải không? Câu hỏi đuôi đi với thì quá khứ đơn. Thì một, trường hợp một là đối với động từ to be. Nếu vế một là khẳng định thì chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với was hoặc were. Thì đuôi của nó sẽ là wasn't hoặc wasn't cộng với subject. Nếu vế một của chúng ta là phủ định thì chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với was hoặc were cộng với not. Đuôi của nó lúc này sẽ là was hoặc were cộng với subject. Ví dụ, they were at the seaside yesterday, weren't they? Họ đã ở bờ biển ngày hôm qua, có phải không? Trường hợp thứ hai, đối với động từ thường. Nếu vế một của chúng ta là câu khẳng định, thì lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với verb ed. Thì đuôi của nó lúc này sẽ là didn't cộng với subject. Nếu vế một của chúng ta là phủ định thì chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với didn't cộng với verb benefit. Thì đuôi của nó sẽ là did cộng với subject. Ví dụ, you came here late, didn't you? Bạn đã đến đây muộn, có phải không? Câu hỏi đuôi đi với thì quá khứ tiếp diễn. Trường hợp thứ nhất, các em chúng ta sẽ chú ý, nếu vế 1 là khẳng định, thì chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với was hoặc were cộng với verb in. Thì đuôi của nó sẽ là wasn't hoặc là weren't cộng với subject. Trường hợp 2, nếu vế 1 của chúng ta là câu phủ định thì lúc này công thức của nó sẽ là subject cộng với was hoặc were cộng với not cộng với verb in. Thì đuôi của nó lúc này các em ta sẽ thấy sẽ là was hoặc were cộng với subject. Ví dụ, you were watching TV at 8 o'clock yesterday evening, weren't you? 8 giờ tối ngày hôm qua thì bạn đang xem TV, có phải không? Câu hỏi đuôi đi với thì tương lai đơn giản. Nếu vế 1 của chúng ta là khẳng định thì lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với will cộng với verb benefit. Thì đuôi của nó sẽ là won't cộng với subject. Nếu vế 1 của chúng ta là ở dạng phủ định thì chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với will cộng với not cộng với verb benefit. Thì đuôi của nó sẽ là will cộng với subject.
Ví dụ, you will come here tomorrow, won't you? Bạn sẽ đến đây vào ngày mai, có phải không? Câu hỏi đuôi đi với thì tương lai gần. Trường hợp thứ nhất, nếu với một là câu khẳng định, thì lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với am hoặc y hoặc à cộng với going to verb. Thì lúc này đuôi của nó chúng ta sẽ là isn't hoặc aren't cộng với subject. Nhưng các em chúng ta sẽ chú ý nè, am và are thì các em chúng ta sẽ chuyển thành aren't. Trường hợp thứ hai, nếu vế một là câu phủ định thì lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với am hoặc y hoặc are cộng với not cộng với going to verb. Thì đuôi của nó lúc này sẽ là am hoặc y hoặc are cộng với subject. Ví dụ, they are going to build a hotel in this Venice, aren't they? Họ sẽ xây một cái khách sạn ở ngôi làng này, có phải không? Thầy trò ta cùng đi về phần tiếp theo nè, câu hỏi đuôi đối với cái động từ khuyết thiếu. Các em ta sẽ chú ý nè, ở câu hỏi đuôi đối với động từ khuyết thiếu, với trường hợp 1 là vế 1 là câu khẳng định, thì các em chỉ cần lưu ý rằng lúc này cấu trúc sẽ là subject cộng với modal verb, tức là động từ khuyết thiếu, cộng với verb ban finity. Thì đuôi của nó sẽ là modal verb cộng với not cộng với subject. Nhưng các em ta sẽ chú ý là modal verb cộng với not này chúng ta phải để ở dạng viết tắt. Trường hợp thứ hai, nếu vế 1 là câu phủ định thì lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng với modal verb cộng với not cộng với verb ban infinity. Thì đuôi của nó sẽ là modal verb cộng với subject. Ví dụ, she should play badminton every day, shouldn't she? Cô ấy nên chơi cầu lông hàng ngày, có phải không? Ví dụ 2, he can play volleyball, can't he? Anh ta có thể chơi được bóng chuyền, có phải không? Chúng ta cùng thầy giáo chuyển sang một số trường hợp đặc biệt khi các em chúng ta sử dụng câu hỏi đuôi để chúng ta làm bài tập được tốt hơn. Trường hợp thứ nhất là I am thì đuôi sẽ là aren't I. Ví dụ, I'm late for the meeting, aren't I? Tôi đến buổi meeting muộn, có phải không? Trường hợp 2, next cộng với verb thì lúc này đuôi sẽ là shall we. Ví dụ, let's go swimming, shall we? Chúng mình đi bơi nhé. Trường hợp thứ ba, sau câu mệnh lệnh thì ta dùng will you. Mà các em chúng ta sẽ chú ý ở đây là mệnh lệnh ở dạng phủ định hay mệnh lệnh ở dạng khẳng định thì đuôi của nó đều dùng will you. Ví dụ, don't give up hope, will you? Đừng có từ bỏ hy vọng nhé. Ví dụ 2, keep silent, will you? Giữ trật tự đi nào. Trường hợp thứ 4, sau mệnh lệnh dùng để lời mời thì chúng ta sẽ dùng là won't you. Ví dụ, come to my house for dinner tonight, won't you? Đến nhà mình vào tối nay để dùng cơm tối nhé. Trường hợp thứ 5, các em cần chú ý là khi chủ ngữ của câu là những đại từ bất định
chỉ người như là anyone, anybody, no one, nobody, none, everybody, everyone, somebody, someone. Thì chúng ta dùng đại từ they làm chủ ngữ ở trong câu hỏi đuôi. Ví dụ, everybody understood the film, didn't they? Mọi người đã đều hiểu bộ phim này có phải không? Trường hợp thứ 6, các em cần chú ý khi sử dụng câu hỏi đuôi, trường hợp đặc biệt thứ 6 này. Câu trần thuật có chứa các từ mang nghĩa phủ định hoặc là bán phủ định. Các em chúng ta sẽ chú ý nhé, là phủ định hoặc là bán phủ định. Như là neither, none, no one, nobody, nothing, scanny, Benny, hardly, hardly ever, seldom, vân vân. Thì phần đuôi của câu hỏi đuôi chúng ta sẽ ở thể khẳng định. Ví dụ, he never goes out in the evening, doesn't he? Anh ta không bao giờ đi ra ngoài vào buổi tối, có phải không? Thì các em nhận thấy đây, chúng ta có từ phủ định mang nghĩa là never. Đó, thì câu này là câu ở thì hiện tại đơn giản. Đó, chúng ta mượn trợ động từ, như vậy đuôi của nó sẽ là đa. Vì never mang nghĩa phủ định, thì đuôi của nó là khẳng định. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng là đa hi. Ví dụ thứ hai, you seldom drink wine, chú ý. Thì các em chúng ta sẽ nhìn thấy ở câu này là ở câu ở thì hiện tại đơn giản, chúng ta có từ mang nghĩa bán phủ định là seldom là hiếm khi, từ drink là động từ thường. Do vậy chúng ta phải câu đuôi của nó chúng ta sẽ phải dùng trợ động từ là do. Trường hợp thứ 7, nếu câu trần thuật mà có this hoặc that thì dùng it trong câu hỏi đuôi. Ví dụ, this isn't your computer, is it? Đây không phải là máy tính của bạn, có phải không? Trường hợp thứ 8 là nếu câu trần thuật mà có these hoặc though thì dùng they ở trong câu hỏi đuôi. Ví dụ, there are two pens and they. Đây nè, hai cây bút, có phải không? Trường hợp thứ 9 là nếu trong câu trần thuật mà có used to thì các em chúng ta sẽ sử dụng là didn't ở trong câu hỏi đuôi. Ví dụ, she used to live here, didn't she? Cô ta đã từng sống ở đây, có phải không? Các em thân mến, vừa rồi thầy sẽ cùng các em chúng ta ôn tập lại những kiến thức cần thiết trong câu hỏi đuôi. Và bây giờ thầy và cùng các em chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức mà thầy và trò của chúng ta vừa học để chúng ta vào việc làm bài tập. Bài tập thứ nhất, exercise 1. Choose the answer A, B, C or D to complete the sentences. Chọn đáp án đúng nhất trong số các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau. Number 1. They're starting pronunciation with Mr. Brown. Họ đang học cách phát âm với thầy Brown, có phải không? Thì các em nhận thấy ở trong câu này là câu ở thì hiện tại tiếp diễn, động từ to be chia là đại từ nhân xưng là they. Vậy đuôi của nó chúng ta, câu này vế 1 là khẳng định thì vế 2 là phủ định. Vậy lúc này thầy và trò chúng ta sẽ chọn đáp án là D, and they.
Number two, the woman seldom write poem or story. Người phụ nữ này hiếm khi viết những bài thơ hoặc những câu chuyện, có phải không? Các em chúng ta nhận thấy ở đây là câu này là thì hiện tại đơn giản. Trong câu có từ mang nghĩa bán phủ định là seldom, hiếm khi. The woman là người phụ nữ, từ ở ngôi thứ ba số ít. Do vậy đuôi của nó chúng ta sẽ dùng đại từ là she. Câu này là seldom, hiếm khi, mang nghĩa phủ định. Vậy thì đuôi của nó sẽ là khẳng định. Chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Does she? Number three. You have never been to Italy. Bạn chưa bao giờ đến nước Ý, có phải không? Các em nhận thấy ở đây là câu ở thì hiện tại hoàn thành. Trong câu có sử dụng từ mang nghĩa phủ định là never. Thì đuôi của nó sẽ ở dạng khẳng định. Chúng ta you sẽ chia là have. Thì bên này của chúng ta sẽ là have. Bởi vì có từ never mang nghĩa phủ định. Như vậy, thầy trò chúng ta sẽ chọn đáp án là A, have you. Number four. Let's dance together. The party is so wonderful. Chúng ta cùng nhảy đi. Bữa tiệc thật là tuyệt vời. Các em có nhận thấy ở trong câu này dấu hiệu của chúng ta có từ let's. Vậy đuôi của nó chúng ta sẽ chọn là shall we? Đáp án là C. Number five. Nobody like the play. Không một ai thích vở kịch này, có phải không? Các em nhận thấy từ like là thì quá khứ đơn giản. Nobody. Chúng ta có dấu hiệu là nobody. Nobody chúng ta sẽ chọn là they. Nobody từ mang nghĩa phủ định. Vậy thì đuôi của nó chúng ta sẽ chọn ở thể khẳng định. Đáp án A và B chúng ta sẽ bị loại. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn đáp án là C, did they. Thầy giáo cùng các em chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai, exercise 2. Complete the following sentences using that question. Hoàn thành những câu sau đây sử dụng câu hỏi đuôi. Number one. Nan enjoy watching TV after dinner. Nan thích thú với việc xem TV sau bữa tối, có phải không? Thì các em nhận thấy ở đây là enjoy là verb hiện tại. Ta nghĩ ngay đến việc câu này là câu ở thì hiện tại đơn giản. Nan là tên riêng ở ngôi thứ ba số ít. Thì chúng ta sẽ có trợ động từ là doesn't. Và Nan ở ngôi thứ ba số ít, do vậy đại từ nhân xưng chúng ta sẽ chuyển thành she. Và đáp án của câu này sẽ là doesn't she. Number two. The mother has read this fairy tale for you many times. Mẹ của bạn đã đọc những cái câu chuyện cổ tích cho bạn nghe nhiều lần, có phải không? Các em nhận thấy ở câu này có has read. Read là quá khứ phân từ. Do vậy câu này câu ở thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành chúng ta có has. Thì đuôi của nó sẽ là hasn't. Your mother là ngôi thứ ba số ít, mẹ của bạn. Đại từ nhân xưng chuyển thành she. Như vậy đáp án ở câu này sẽ là hasn't she.
Number 3. Mr. Smith usually remembers his wife's birthdays. Ông Smith thường nhớ về cái ngày sinh của vợ mình, có phải không? Thì các em nhận thấy nè, động từ remember là verb ed. Do vậy câu này ở thì quá khứ đơn giản. Thì quá khứ đơn giản, câu vế 1 là khẳng định, thì vế 2 sẽ là phủ định. Phủ định thì chúng ta sẽ có từ didn't. Mr. Smith là ngôi thứ 3 số ít. Do vậy khi chúng ta chuyển sang đại từ nhân xưng thì chúng ta sẽ chuyển thành he. Từ những phân tích ở trên thì thầy trò mình sẽ, câu này sẽ hoàn thiện là didn't he. Number 4. You should follow the traffic rules strictly. Chúng ta nên tuân theo cái luật giao thông một cách nghiêm túc, có phải không? Thì các em chúng ta sẽ chú ý ở trong câu này, chúng ta có động từ khuyết thiếu là should. Đuôi của nó sẽ là shouldn't. Đại từ nhân xưng là we, đóng chức năng là chủ ngữ của vế câu trần thuật. Do vậy là đáp án là câu này sẽ là vế 1 là khẳng định, vế thứ 2 là phủ định. Chúng ta có đáp án trong câu này là shouldn't quý. Number 5. Neither of them offers to help you. Không một ai trong số họ thì đề nghị giúp bạn, có phải không? Ở câu này các em ta sẽ chú ý là từ offered là verb ed. Thì trong câu này là thì quá khứ đơn giản. Và thì quá khứ đơn giản thì các em chúng ta sẽ lúc này thì chúng ta chỉ có hai trường hợp là verb ed mà lại thì quá khứ đơn giản, thì chúng ta chỉ mượn trợ động từ là did hoặc didn't ở câu hỏi đuôi. Và chúng ta sẽ dấu hiệu thứ hai trong câu có neither of them, từ neither mang nghĩa phủ định. Như vậy câu mang nghĩa phủ định thì đuôi của nó sẽ là khẳng định. Neither of them là không một ai trong số họ, thì đại từ nhân xưng ở đây chúng ta sẽ chuyển thành they. Từ những phân tích ở trên thì các em chúng ta cùng thầy sẽ hoàn thiện câu thứ 5, number 5, đáp án sẽ là did they. Không một ai trong số họ đề nghị giúp đỡ bạn, có phải không? Number 6. That wasn't Anna on the phone. Đó không phải là Anna nói chuyện ở trên điện thoại, có phải không? Thì các em nhận thấy ở câu này là động từ to be chia là wasn't. Câu ở thì quá khứ đơn giản đi với động từ to be. Vế 1 là phủ định, thì vế 2 sẽ là khẳng định. Dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ hai là trong câu có từ that thì đuôi của nó sẽ là it. Từ hai dấu hiệu trên thì chúng ta hoàn thiện câu này sẽ là was is. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thầy hy vọng rằng với việc là thầy và trò của chúng ta nghiên cứu về chuyên đề câu hỏi đuôi thì các em chúng ta sẽ có giúp ích nhiều hơn trong quá trình tổng hợp kiến thức để làm bài tập tốt hơn. Cảm ơn các em, tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở chuyên đề lần sau. Bye.